combo một đèn một pin một sạc. Vừa lên video là hết hàng liền. Hôm nay Thinh xếp lại về cho anh em 50 combo nữa. Vẫn giảm giá 50% cho mình, chỉ còn 499.000. Rất là hời đúng không anh em? Hôm nay thì em lại có thêm cả một cái điều hời hơn nữa cho mọi người đây. Đây là một cái cục pin 4A dòng xả cao EVE của nhà Detong luôn. Cục pin này bình thường là 1 triệu. Ngày hôm nay Thinh xếp giảm giá 50% cho mình, chỉ còn 499.000 thôi. Kèm theo đó là cái đế sạc nhanh 4A. Với cái đế sạc nhanh như thế này, anh em sạc cục pin 4A chỉ trong vòng khoảng tiếng hồ thôi. Và đặc biệt là cái đế sạc này nó là một dòng sạc xịn, nó có cả quạt tỏa nhiệt cho anh em mình nha. Combo như thế này thì phù hợp anh em mà dùng với các máy có dòng xả cao, mình ép tải khi dùng như máy mài, máy phản lực nha mọi người. Và đặc biệt là không bị dừng máy khi mà anh em ép tải ha. Chốt lại cho anh em này, combo đèn pin 3H và một cục sạc như thế này là 499.000. Một cục pin 4A dòng xả cao cũng 499.000 luôn. Và có bán cả đế sạc cho mình luôn, mình có thể lựa chọn mua một mình đế sạc nha. Tất cả những cái sản phẩm của Detong đều được bảo hành chính hãng 6 tháng. Sản phẩm thì em về rất là nhiều luôn cho nhà mình lựa chọn này. Shop thì có để các phân loại này trong giỏ hàng, mọi người bấm tham khảo và mua ngay nha.